Xin chào khán giả đang theo dõi kênh YouTube Bóng Đá. Đây là hình ảnh trong buổi tập chiều ngày 7 tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Buổi tập này diễn ra chỉ ít phút ngay sau khi có thông tin là ban cán sự của tuyển Việt Nam đã được công bố. Ban cán sự chuẩn bị cho các trận đấu trong dịp FIFA Day tháng 10, và cụ thể là trận đấu với tuyển Ấn Độ vào ngày 12 tháng 10 tới. Quế Ngọc Hải sau khoảng đâu đó gần 2 năm đã trở lại với vai trò đội trưởng bên cạnh hai đội phó là Tiến Linh cùng Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là hình ảnh của Hải Quế sau khi anh trả lời báo chí các câu hỏi. Đây sẽ làm sự khích lệ tinh thần lớn đối với trung vệ Quế Ngọc Hải, người cũng đang rất cố gắng để có thể trở lại đội tuyển với một thể trạng tốt nhất. Như các bạn đã biết thì thời gian rất khó khăn với Quế Ngọc Hải. Kể từ khi anh gia nhập Bình Dương thì Quế Ngọc Hải cũng chưa có nhiều cơ hội, hay chính xác hơn là chưa có nhiều thời gian cống hiến cho đội bóng đất thủ, bởi vì một số chấn thương, có thể nói chấn thương cũng không phải quá nặng, tuy nhiên thì nó là chấn thương vặt và nó diễn ra khá nhiều. Và gần đây thì cầu thủ xứ Nghệ mới bắt đầu có được thể trạng tốt nhất. Vì thế người ta sẽ rất là mong chờ tới sự có mặt của Quế Ngọc Hải và màn trình diễn của anh như thế nào sau khi cầu thủ này đã được trở lại với chiếc băng đội trưởng. Điều mà chúng ta thấy được trong phần lớn thời gian đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây. Còn đây là hình ảnh của một số bài tập khởi động của tuyển Việt Nam trước mỗi buổi tập. Những bài tập mà khá nhẹ nhàng để giúp cầu thủ làm nóng người trước khi bước vào những cái giao án tập luyện có phần nặng hơn. Quế Ngọc Hải đang tâm sự khá là sâu với lại Văn Quyết. Như thường lệ thì Văn Quyết luôn là điểm đến của những câu chuyện tâm sự. Ở video gần nhất chúng ta thấy là Trung Kiên trong ngày đầu lên tuyển cũng đang nói chuyện rất sâu với Văn Quyết. Và hôm nay có thể là Quế Ngọc Hải cũng đang có những câu chuyện xung quanh việc mình trở lại trước ban đội trưởng và kể lại với Văn Quyết, người hiện tại cũng là đội trưởng nhưng mà đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội FC. Hai cầu thủ có thể nói là kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, cũng rất hay là gắn bó với nhau và đi cùng nhau. Cứ mỗi lần hai cầu thủ này được tập trung, tất nhiên là trong điều kiện họ cũng phải tham dự một giải đấu hoặc là cũng cùng nhau tham dự một trận đấu giao hữu nào đó của những chiến binh sao vàng. Một điều đáng lo ngại là như các buổi tập trước đó, Tiến Linh trong ngày hôm nay, trong buổi tập thứ 3 của tuyển Việt Nam vẫn phải tập riêng. Cũng chưa thể biết chính xác được sức khỏe của Tiến Linh như nào. Tuy nhiên thì khi mà chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào trận đấu với Ấn Độ, mà Tiến Linh lại vẫn chưa thể tập luyện được với các đồng đội về những cái bài giao án bình thường như này, thì cũng là một điều rất đáng lo ngại. Trong đội tuyển Việt Nam hiện tại thì gần như chỉ có Tiến Linh là một tiền đạo cắm đơn thuần. Còn những cầu thủ còn lại như là Tuấn Hải hay là Bùi Vĩ Hào hay là Quốc Việt thì lối chơi các cầu thủ này bám cánh nhiều hơn, rồi kể cả Văn Toàn nữa. Còn đây là một bài tập
chiến thuật của đội sau khi hoàn thành xong phần khởi động. Cao thủ sẽ chia làm hai nhóm và các bạn có thể hiểu rằng đây là một bài tập truyền ngắn nhưng mà nó sẽ theo hình zig zag. Có thể nói là một tình huống đặt ra cao thủ phải xử lý bóng trong phạm vi ngắn và ban bật ở tốc độ nhanh. Chúng ta đều biết là huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cố gắng xây dựng đội tuyển Việt Nam theo phong cách lối chơi kiểm soát bóng. Nó có chút gì đó hao hao giống như người tiền nhiệm Chu Dê. Tuy nhiên thì sẽ tình huống đơn giản hơn. Vẫn chủ trương bóng ngắn nhưng có thể là nó sẽ thực hiện những tình huống trong phạm vi nó an toàn. Và các cầu thủ cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhất định về mặt lối chơi và di chuyển. Và chúng ta cùng xem trong bài tập này cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào. Nói qua thì nếu như ở trên sân thì các bạn sẽ thấy là nhìn bài tập này thì người thường quan sát sẽ khá là chóng mặt. Các cầu thủ thực hiện sẽ mất khá nhiều thể lực, di chuyển liên tục trong phạm vi hẹp và phải đưa ra quyết định nhanh ở mỗi tình huống xử lý bóng. Đây điều không hề đơn giản chút nào. Hy vọng thì ở trận đấu tới trước đối thủ có thể nói là phần nào đó trình độ đẳng cấp của họ thấp hơn chúng ta một chút như Ấn Độ, thì cao thủ tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được một lối chơi tấn công kiểm soát tối ưu và sẽ thể hiện được tốt nhất những gì mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đề ra ở thời điểm hiện tại. Và những hình ảnh về bài tập chuyền bóng ngắn như này cũng thay cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Tương lai.